Uyên Thi xin kính chào quý vị trong chương trình 5 phút vào bếp với Uyên Thi. Món ăn ngày hôm nay mà Uyên Thi muốn gửi đến quý vị đó là món xôi sim, thưa quý vị. Xôi sim hay còn được gọi là xôi sầu riêng, nó cũng là một thứ. Nhưng mà nhiều khi xôi sầu riêng chỉ là nấu xôi theo kiểu sầu riêng thôi, có sầu riêng vô thôi. Nhưng mà ngày hôm nay Uyên Thi muốn chia sẻ xôi sim kiểu của Thái Lan, của người miền Nam gần vùng Thái Lan, họ ăn theo kiểu nó có trứng, có cái miếng trứng để ở trên, thưa quý vị. Và bây giờ Uyên Thi sẽ chia sẻ. Đầu tiên hết thì Uyên Thi sẽ dùng cái công thức ngày hôm nay là 3 pound nếp. Mình ngâm khoảng chừng 6 tiếng cho với một muỗng cà phê muối để cho cái nếp nó nở. Rồi sau đó chúng ta để ráo và Uyên Thi đặt nồi nước sôi rồi. Bây giờ Uyên Thi sẽ bỏ nếp vào sững như Uyên Thi hấp. Chúng ta chừa một cái lỗ ở giữa, một cái khoảng trống ở giữa để cho nó có cái hơi nó lên thì cái nếp nó mới chín đều. Ở đây Uyên Thi có nửa chén nước lã. Uyên Thi sẽ cho khoảng nửa lon nước cốt dừa vào đây. Uyên Thi sẽ cho vào đây một muỗng cà phê muối. Uyên Thi sẽ pha cái nước, coi như cái nước sốt để mình làm ở trên cái xôi. Thì đầu tiên hết đó là Uyên Thi sẽ pha một lon rưỡi còn lại đó. Trong cái công thức này Uyên Thi sẽ dùng là hai lon. Hai lon thì mình lấy nửa lon mình pha để làm nước chan vô nếp. Và còn lại một lon rưỡi là mình sẽ pha ra. Ở đây Uyên Thi có một chén rưỡi đường. Tại vì cái tô này nó hơi lớn hơn thưa quý vị. Một chén rưỡi đường cát Uyên Thi bỏ vào đây. Uyên Thi quậy lên. Và Uyên Thi bắt đầu đổ vào trong cái nồi hoặc cái chảo cũng được. Để mà Uyên Thi nấu cho nó tan cái đường này ra. Ở đây Uyên Thi sẽ dùng là hai cái muối sầu riêng này luôn, hai muối bự, tức như là khoảng một hộp sầu riêng đó. Ăn cho nó ngon thưa quý vị. Và đương nhiên nếu mà quý vị làm ở cái chỗ đông người thì mình bớt sầu riêng lại. Còn nếu mà ở nhà mình ai cũng biết ăn sầu riêng thì mình làm nhiều một chút. Quý vị bóp cho nó nát ra, kêu là nó nát, nó không còn muối. Nhưng mà quý vị, nếu mà quý vị thích nó còn một chút ít cục cục thì quý vị cứ để như vậy, không có cần phải nát quá. Uyên Thi có hai tô đậu xanh. Hai tô đậu xanh này khoảng chừng nửa pound Uyên Thi ngâm cho nở ra. Sau đó Uyên Thi bỏ lên sửng, Uyên Thi hấp. Hấp chín Uyên Thi tán nhuyễn hoặc là xay nhuyễn. Thì Uyên Thi chia làm hai tô. Một tô Uyên Thi sẽ làm sốt và một tô đó thì để Uyên Thi làm cái trứng ở trên. Bây giờ Uyên Thi sẽ bỏ sầu riêng vào trong này luôn. Uyên Thi có hai muỗng canh bột mì thưa quý vị. Uyên Thi sẽ cho vào khoảng nửa chén nước. Nửa chén nước lã. Cho vào trong nồi này luôn. Khoảng 1/4 pound đậu xanh đó thưa quý vị. Uyên Thi cho vào đây luôn. Khi mà sôi lên mà được rồi đó thì Uyên Thi tắt lửa. Và mình để nguội như vậy là mình có một cái sốt để cho mình chan ở trên cái xôi thưa quý vị. Uyên Thi sẽ dùng cái đậu xanh này, cái sốt này thưa quý vị, bỏ vào đây. Mình bỏ cái phần đậu xanh trong cái tô này vô đây luôn. Và mình đập ba cái trứng vào đây. Mình sẽ cho vào khoảng chừng 2 muỗng canh sữa đặc. Chúng ta sẽ để lên máy xay sinh tố, chúng ta xay mềm. Sau đó xay cho nó nhuyễn đi, rồi sau đó chúng ta bỏ lên sửng, chúng ta hấp. Quý vị hấp á, thì quý vị hấp khoảng chừng 40 phút cho tới 1 tiếng đồng hồ. Khi mà quý vị lấy cây kim, quý vị xăm vô, quý vị thấy nó cứng, nó nổi lên, nó cứng rồi đó. Mà ở trong cây kim, cây xăm mình lấy ra nó khô, tuy nhiên nó chín. Và chúng ta sẽ để cho nó lạnh, sau đó quý vị mới úp ra cái đĩa. Thì đây là cái này Uyên Thi đã hấp sẵn. Quý vị thấy bây giờ xôi nó bắt đầu hơi chín chín rồi. Thì quý vị sẽ cho cái nước cốt dừa này vào. Cốt dừa mà đầu tiên Uyên Thi nói là cho một ít nước cốt dừa với nước đó. Mình sẽ cho vào trong, mình chan vào trong cái xôi như vậy. Thì mỗi lần quý vị chan khoảng từ 2 cho tới 3 muỗng mà thôi. Rồi sau khi mà chan rồi thì quý vị nên xới nó lên một chút. Tại vì sao? Mình phải xới nó lên để cho nó chín đều. Tại vì nhiều khi mình để im như vậy thì có những cái ở giữa nó không đủ. Độ nóng nó sẽ không có chín, nó sẽ sượng cái nếp. Và cái nếp ra nó sẽ không đều. Cho nên mình khi mình chan xong thì mình xới nó lên. Khi mà hấp xong quý vị nên chờ cho nó nguội xuống mình mới đơm ra. Hoặc là quý vị có thể đem bỏ ra một cái tray cho nó hơi nguội. Tại vì cái xôi này á, là người ta ăn nó nguội chứ không có ăn nóng thôi quý vị. Thì làm như vậy để mà người ta có thể làm cỗ, làm cúng hoặc là mời khách đồ này nọ thưa quý vị. Quý vị cũng có thể bỏ vào trong những cái khuôn chén nhỏ nhỏ rồi mình úp ngược lại, chẳng hạn cái chén, cái khuôn hình tam giác như vậy hoặc là cái khuôn hình tròn để mà mình làm tiệc, để mà khi mà người ta ăn thì mỗi người người ta xúc một miếng thôi. Đây là cái nước sốt đậu xanh mà nãy mà mình lấy một nửa đó thưa quý vị. Mình chan lên.
Miếng này miếng lớn, miếng dài mình để lên trên đây. Nó hãy còn hơi nóng đó, thưa quý vị, cho nên nó hơi bị nhão một chút xíu. Quý vị phải để cho nó nguội. Xôi sim hoặc là xôi sầu riêng, đậu xanh đã hoàn thành. Nhưng mà ngày xưa cách đây 20 mấy năm, Uyên Thi từng được ăn cái xôi sầu riêng này đó, thì nó chỉ là như vậy thôi, nhìn không có hấp dẫn gì hết. Nhưng mà người Việt Nam mình á, nhiều khi chế biến chút xíu. Như Uyên Thi á, thì Uyên Thi rất thích ăn mè. Uyên Thi pha mè đỏ đen và mè trắng vào, Uyên Thi rắc lên thì quý vị sẽ thấy nó rất là hấp dẫn. Và mình thêm có thêm cái mùi mè nữa, càng thơm nữa thưa quý vị. Uyên Thi xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.